Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tô bức tranh này nhá. Tiên mình sẽ tô bụi cây, mình sẽ tô cây. Tiếp theo sẽ tô hoa. Cửa nhà mình sẽ tô màu tím. Mái nhà mình sẽ tô màu nâu. Mái hiên này mình sẽ tô màu tím nhạt này. Cái này mình sẽ tô màu ghi. Mặt trời sẽ tô màu vàng. Sau đó mình sẽ tô đám mây. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.